Một buổi tư vấn qua mạng online của công ty trách nhiệm hữu hạn Guam Việt Nam. Tại đây, người nghe sẽ được giới thiệu về một công việc nhẹ nhàng, đơn giản, không rủi ro, nhưng lại cho thu nhập khủng, hàng trăm triệu đồng một tháng. Chúc mừng cho tất cả các anh chị biết đến một cái dự án của chúng tôi. Ở đây tôi gọi là vốn không đáng kể. Thứ hai là không cần kiến thức. Và thứ ba, không cần kinh nghiệm. Và thứ tư là khi mà ba cái đến thì thực sự ra cái sự rủi ro là không có, đúng không ạ? Và nếu mà thông thường có ba chị muốn có một cái nguồn thu nhập 150 triệu một tháng, đúng không ạ? Phải cần thì phải mất từ 2 đến 30 năm. Nhưng tất cả có ba chị ở trong này của chúng tôi không cần mất đến 20-30 năm và chỉ cần mất đến từ 2 đến 5 năm. Để minh chứng, hàng loạt những nhân vật có mức thu nhập khủng, hàng chục triệu đồng trong một tuần cũng được lộ diện. Cái tuần cao thu nhập cao nhất của vợ chồng thức nó là 82,1 triệu 535 nghìn. Nó tuyệt vời không ạ? Nó quá là tuyệt vời. Còn thông thường thì cứ từ 1-2 ngàn đô một tuần. Đây là MC của chúng tôi ạ. Cái tuần thu nhập của cô ấy là cao nhất là cũng 11-12 triệu, thường thường là 7-8 triệu. Nó tuyệt vời không ạ? Đây là một chủ spa ở tại Mỹ Đình ạ. Nhưng cô ấy vẫn chọn công việc này. Tuần thu nhập cao nhất của cô ấy là 31 triệu. Trong vòng một tiếng đồng hồ, người nghe liên tục được quảng cáo về một công việc có mức thu nhập khủng. Nhưng khi được hỏi về công việc cụ thể làm gì để có tiền, thì chỉ được trả lời một cách chung chung. Thế thu nhập mình đến từ đâu? Vâng. Thì nó đến từ cái phòng Zoom này. Anh đang ngồi đây, nhưng mà bình thường cái phòng Zoom buổi tối em vào mới biết là 64 tỉnh thành thì của anh là có hơn 40 tỉnh rồi. Và có 4 quốc gia rồi. Đài Loan này, Nhật Bản này, Nga này, Hàn Quốc này, chưa nói Việt Nam. Và chỉ cần ngồi vào đây, có hướng dẫn cho, có kịch bản đào tạo, nói chuyện với em luôn để cho em học và em làm. Và trong những thời gian học và làm thì em đã có thu nhập rồi. Trong này nó có công thức. Công thức làm giàu, phút cuối cùng cũng được người tự xưng là đứng đầu hệ thống này chia sẻ. Đó là phải mua một gói hàng trị giá 32 triệu 900 nghìn đồng để được trở thành nhà phân phối của hệ thống đa cấp này. Và cứ giới thiệu được 2 người mua hàng mới sẽ được thưởng hoa hồng khủng lên tới 890 đô la Mỹ, tương đương với hơn 22 triệu đồng. Duy nhất tập đoàn cơ hội khuyến mại khủng khiếp thưởng nhanh nhân ma có một cái nguồn thu nhập ngay từ 24 đến 48 giờ. 24 đến 48 giờ có thu nhập đến 890 đô ngày. 890 đô là lương thì trả theo tuần. Nó tuyệt vời không ạ? Hấp dẫn, thu nhập cao, không ít người đã nhanh chóng quyết định xuống tiền, đầu tư ngay qua mạng online, dù chưa từng nhìn thấy sản phẩm. Hàng chục người khác thì đến tận công ty để nộp tiền, với ước mơ sẽ được nhanh chóng đổi đời.